Vẫn gái được, người ta nói là tàn nhưng mà không phế là đúng mà. Ây da, mới đợi nó có 15 phút mà thấy héo mòn tuổi thanh xuân luôn. Công nhận là có mấy cái thằng ngồi tù nó tài thật sự luôn á. Nó ngồi trong đấy 5 năm, 10 năm, 20 năm mà nó không có thèm ra luôn. Trời ơi, công nhận là nó hay thiệt. Ra ngoài rồi, cố gắng trở thành một người công dân tốt nhé. Tôi không muốn gặp cậu bất cứ lần nào nữa đâu. Vâng, tôi cảm ơn anh. Thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Thôi, chào cậu. Chào anh. Ái ui, ra rồi kìa. May quá. Ui, Tinh Thần à. Trời ơi, tôi đợi mày lâu quá. Trời ơi, mày đi đâu vậy? Cho tôi ôm một cái. Ái. Ê, ngộ à, ngộ. Tay ngộ bị làm sao vậy? Ơi, kể ra thì chuyện nó dài lắm. Đêm qua tao đang đi trên đường, tao gặp một cô gái xinh ơi là xinh. Thế là cái lòng tốt trong con người tao tự nhiên nó lại nổi lên. Tao mới chạy lại, tao cầm tay cô ấy, tao dắt qua đường. Đúng lúc đấy thì người yêu nó tới tịch thu phương tiện gây án của tao. Ây da, ây da, như thế là dại quá đi à. Không được, không được, hư quá, hư quá. Nhưng mà Tần Tần à, tao nhớ mày thật sự luôn á. Trời ơi, sao mày đi lâu quá vậy? Tao xem nào, mày có suốt cân thiệt nào không? Người có bị mót đi chỗ nào không? Trời ơi, có ai bắt nạt mày không vậy? Ừ, hay cái thằng này. Mày làm gì mà cứ liên thoáng này thế? Tao có làm sao đâu. Thì tại tao nhớ mày. Trời ơi, 5 năm, suốt 5 năm nay bây giờ mày mới chịu thò cái mặt ra đó. Trời ơi, tao lo cho mày á. Mà ngày tao không ngủ, đêm tao không ăn được luôn á. Ây da, mày lo cho tao mà đêm mày không ăn, ngày mày không ngủ luôn nghe hả? Ừ, thì ăn đêm nó béo lắm. Trời ơi, trời tao, cái body tao nó đang đẹp như thế này á, xong rồi bây giờ tao ăn đêm vào nó béo là không có tán được gái luôn. Mà công nhận trông mày béo tốt, trắng trẻo hẳn da luôn đó. Công nhận là cán bộ trong trại giam trầm tốt thật đó. Đúng vậy, mày ăn cán bộ trong này tốt lắm. Này, mày có muốn đi một khóa cho nó béo tốt không hả? Chứ tao trông mày cũng gầy lắm á nha. Thôi bỏ đi, body tao đang đẹp sẵn rồi, tao không cần béo nữa đâu. Thôi, ngộ im mẻ mồm ngộ đi, 5 năm rồi mới như con nhít ý. Trời ơi, mày nhìn tao này thôi chứ thân hình tao nó to nhưng mà tâm hồn nó là Hồng Hải Nhi. Vẫn mặn mà gái theo cái gọi là tườm tướp, nượm nượp luôn. Mà này, ở trong trại giam có đứa nào nó bắt nạt mày không? Nhìn mày nguyên vẹn lành lặn thế này là tao mừng lắm. Chứ ở ngoài tao cứ lo là mày bị bắt nạt không thể bảo vệ. Chẳng may mà tao bị bắn nạt chứ thì mày làm gì á hả? Ê, đương nhiên là tao sẽ tùng cái thế võ gia truyền nhà tao ra để tao đánh từng đứa một rồi. Nhìn đây này, này. Ấy dạ, con trang gì? Ôi, con trang, 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 trang. Mày biết tao sợ cái con tiểu cường đấy mà tại sao mày cứ trêu tao hoài vậy? Ê, con trang, trang, trang. Ok, Tân, Tân, Tân à, mày đi đâu đấy rồi tao với? Á ơi, á. Sau này cái chén nó nặng thế. Giờ mày đã có dự định gì chưa? Tao sẽ đi tìm Huyền. Rồi tìm việc để làm. Rồi sau đó tao sẽ hỏi cưới Huyền. Rồi sinh con. Như vậy là tao hạnh phúc rồi. Nhưng mà 5 năm qua tao có viết thư cho cô ấy mà cô ấy không trả lời tao. Không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Ôi dồi ôi, giờ mày mà đi tìm Huyền ấy thì cứ mà tìm ở chùa con Trim mà. Sao lại thế? Sao lại tìm ở chùa con chim? Mày đi tù 5 năm ấy, nên là mọi thứ bên ngoài này nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nó không còn như xưa nữa đâu. Từ cái lúc mà mày đi tù ấy, là bố mẹ Huyền chuyển thẳng ra nước ngoài rồi. Mà bố mẹ cô ấy bắt cô ấy phải đi theo, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài rồi. Giờ chịu không tìm được. Không được, tao phải đi tìm cô ấy. Ê ê ê, đi đâu ấy? Mày biết cô ấy ở đâu mà tìm? Ừ nhỉ, bây giờ phải tìm cô ấy ở đâu? Ô hay cái thằng này, mày bị điên tình à? Mày bị ngáo à? Tao đang hỏi mày, mày lại đi hỏi tao thì bố tao không trả lời được. Thôi, bây giờ tao tính như này này. Tốt nhất đấy là mày đi kiếm một công việc nào đấy mà làm. Xong rồi từ từ mà tìm. Một ngày, hai ngày không được thì ba ngày, một tháng, một năm, thôi, thôi, hai thôi. Năm. Mày im mẹ mồm đi, bớt lên thuyền đi. Mà này, mày xin việc cho tao, làm cùng chỗ mày đi.
Được nói rồi, nếu nói chỗ tao bây giờ ấy, nó đang tinh giảm biên chế, gần Tết rồi, người ta ngại trả thưởng Tết nên là đuổi hết rồi. Bây giờ tay tao đang bị như thế này ấy, có khi tao còn sợ bị đuổi chả là xin cho mày. Vậy thôi, để tao tự đi xin. Đã tuyển được nhân viên chưa anh? Vẫn chưa em ạ. Mà em đi đâu đây? À, em đi giao nước cho khách ở gần đây. Sao không bảo nhân viên nó đi cho? Sao phải đi làm gì? Chị này cũng là khách quen, nên em mang sang cho thân thiện. Giữ khách mà anh. Và thôi, em đi đã, không khách người ta chờ lâu. Thôi, em đi đi. Có chuyện gì đấy? Quán mình đang tuyển nhân viên phải không ạ? Ừ, đúng rồi, quán đang tuyển nhân viên. Cậu đứng tuyển à? Dạ vâng, em đến xin việc à? Ừ, cậu đưa hồ sơ tôi xem nào. Đây ạ. Trước đây ấy, cậu đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa? Sao trong suốt 5 năm tôi không thấy cậu ghi cái gì? Nói thật với anh, em mới đi tù về. Đi tù á? Thôi, ông lượn ngay cho nước nó trong nhá. Quán chúng tôi ấy không chứa chấp tù tội đâu. Hồ sơ của cậu đây. Nhưng mà anh ơi, em đã cải tạo xong án phạt rồi. Em hứa, em sẽ làm việc thật chăm chỉ, em không sợ khó sợ khổ đâu ạ. Thôi, ông đừng có mà mồm điêu nữa nhá. Cái loại tù tội như ông ấy, tôi còn lạ cái gì? Chỉ để cái văn vở là giỏi thôi. Nhận ông vào ấy, để cho khách người ta biết, người ta chạy hết à? Hả? Em xin anh đi ạ. Anh cho em làm lại cuộc đời với. Em xin việc ở đâu, người ta cũng không nhận à? Cậu biết tại sao không? Không nhận ý, là đúng rồi đấy. Cái loại tù tội như cậu ấy, mãi là tù tội thôi, không bao giờ khá lên được cả. Anh ơi. Thôi, cút cho chúng tôi làm việc nhá. Nhanh. Em chào anh. Đúng là cái loại đầu trộm đuôi cướp. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy chứ? Ôi dồi, cướp, có ai không? Cứu tôi với! Thắng kia đứng lại đi! Trời ơi, cứu tôi với! À, thằng cướp đây rồi. Mày đây rồi. Mày chạy đi đâu hả con lợn? Tôi... không phải tôi. Im lặng. Mày còn cãi à? Thế trên tay mày cầm cái gì kia? Cái này không phải do tôi lấy. Có loại mày ấy, chỉ có đem lên công an thôi. Đánh. Cái anh làm gì vậy ạ? Đấy, tao biết ngay cơ mà. Cái loại tù tội trộm cướp như mày ấy thì không bao giờ thay đổi được đâu. May mà tao không nhận mày vào làm, chứ không ấy thì to cái quán của tao rồi. Đúng rồi đấy anh, đánh nó đi, đánh chết nó đi. Đáng đời. Có chuyện gì mà anh cổ vũ khí thế thế? Em về rồi đây à? Cơ nãy ấy, có một thằng trộm cướp vào đây để xin việc, nhưng mà may anh nhanh trí, anh không nhận nó. Ấy thế mà vừa mới ra ngoài, nó đã giật túi của người khác rồi, đang bị dân đánh cái kìa. Mà thôi, quan tâm gì ba cái loại trộm cướp này. Đi vào thôi em. Không à, ăn cướp, ăn cái, bỏ cái tật đi. Ăn tội. Trời ơi, không phải, nhầm rồi, úi dồi ôi, nhầm rồi. Không phải người ta lấy đâu, nhầm hết cả rồi. Thế không phải thằng này à? Ừ. Thế thôi, lấy được túi là may rồi. Mình cảm ơn nhá. Xem nào, đẩy có làm sao không?
đánh người ta này dập hết cái bộ ấm chén rồi thế này. Tôi có anh đây. Cái gì? Anh nói gì cơ? Nói lại xem nào. Thì là tối của anh đây. Không, ứ chịu đâu. Phải gọi bằng chị. Không thì bằng em cũng được. Nhìn người ta nét na thùy mị, khúc nào ra khúc nấy thế này mà. Gọi bằng anh không chịu đâu. Dạ vâng. Thế thì chị. Đấy, như thế có phải đáng yêu không? Người đâu mà đẹp dài hết sức nhỉ. Muốn dụng trứng cả buồng lên đây nè. Cái gì? Chị mà có trứng á? À, kìa, vô duyên hết sức. Con gái nhà người ta, ai lại hỏi như thế? Mà đằng ấy có làm sao không? Có cần phải đưa đi bệnh viện không? Thôi, tôi không sao, không cần đâu. Không, không sao mà. Này, làm gì mà sợ sệt, làm như người ta sắp ăn thịt đến nơi rồi ấy. Đằng ấy cho người ta xấu để người ta dẫn đi ăn ấy, coi như là để đền bù báo đáp nhá. Này, đi đâu đấy? Thế không cho người ta xấu à? Có mỗi cái xấu mà không cho thì làm sao mà nên duyên được. Huyền, đúng là em thật rồi. Cuối cùng cũng có một ngày anh được gặp lại em rồi. Thời gian qua em đi đâu vậy? Em có khỏe không? Cuộc sống của em thế nào? Anh có viết thư cho em đấy, mà sao em không trả lời anh? Sao em không vào thăm anh chứ? Mà thôi, không sao hết. Bây giờ anh ra tù rồi, từ ngày hôm nay anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, che chở cho em. Anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả khoảng thời gian 5 năm qua. Rồi chúng ta sẽ sinh con, sống một cuộc sống thật hạnh phúc em nhé. Thằng khốn này, mày làm gì vợ tao đấy à? Huyền, em có sao không? Đừng sợ, có anh đây rồi. Vợ? Vợ sao? Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu như mày có động vào vợ tao ấy thì đừng có trách tao đấy. Cái loại trộm cướp như mày ấy, phải để cho pháp luật trừng trị. Thả ra xã hội ấy, chỉ là bẩn xã hội thôi. Huyền, đi vào thôi em. Huyền, Huyền. Làm sao thế? Có chuyện gì mà em lại khóc? Thằng Liên ấy nó làm gì em à? Anh ấy chính là thanh xuân của em. Trước lúc quen anh, bọn em đã từng yêu nhau. Em yêu cái thằng tù tội đấy á? Anh ấy đi tù cũng chính vì em, muốn bảo vệ cho em. Đáng lẽ ra người đi tù là em chứ không phải là anh ấy. Chết người rồi. Chết rồi. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây?
Alo. Anh ơi, em đâm chết người rồi. Em đang ở đâu làng, anh đến đây đi. Huyền. Anh ơi, em... Anh ơi, em đâm chết người rồi. Em phải làm sao đây? Em sợ lắm. Em cứ bình tĩnh đi. Quay ra đây rồi, đừng sợ. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ hả anh? Thôi, bây giờ em đi trước đi. Mọi chuyện ở đây, cứ để anh giải quyết. Nhưng mà... Em đi đi. Anh cũng không kịp bây giờ. Đi đi. Nhưng còn anh... Kệ anh, cứ đi đi. Không. Huyền. Anh yêu em. Đi đi. Đi đi. Anh Tân. Đi đi. Alo, tôi muốn báo án. Tôi vừa gây ra một vụ tai nạn chết người. Thì ra mọi chuyện là như thế. Hóa ra anh đã hiểu nhầm cậu ấy. Trước khi anh ấy đi tù, bố mẹ em đã chuyển nhà và bắt em sang nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Vì sợ anh ấy sẽ liên lụy tới em nên em mới gặp anh. Anh hiểu rồi. Anh sẽ đuổi theo cậu ấy, xin lỗi và sắp xếp công việc cho cậu ấy. Đừng. Em hiểu tính anh ấy. Tự trọng của anh ấy lớn lắm. Anh ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Anh đừng làm như vậy. Chuyện cũ qua rồi, cứ để nó qua đi. Anh hiểu rồi. Ôi giời, đàn ông đầu đội màn, chân đập chiếu mà lại phải khóc với một người đàn bà đã có chồng là như thế nào? Lại là chị à? Chị đi chỗ khác đi. Bây giờ tôi không tâm trạng để đùa đâu. Đùa? Ai thèm đùa với thằng ấy? Này nhá, nói cho thằng ấy biết nhá, đời còn dài, gái còn nhiều. Đàn ông chỉ sợ không có sự nghiệp thôi, thiếu gì có nữ nhân. Con gái trên đời này đã chết đâu. Mà lỡ có chết hết rồi thì vẫn còn đằng này cơ mà. Đằng này nguyện hy sinh tấm thân vàng ngọc này cho đằng ấy. Thôi, chỉ giữ lại mà dùng đi. Đúng là đẹp trai mà chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Thôi, tôi tỉnh lên, đừng buồn làm gì nữa nhá. Tôi làm sao được chứ, đời tôi còn cái gì đâu. Một kẻ tù tội như tôi, cả cái xã hội này chẳng ai tôn trọng cả. Công việc cũng chẳng xin nổi. Đến hy vọng cuối cùng là người tôi yêu thì cũng chẳng còn. Thôi, người ta đã nói rồi. Tình yêu ấy, rồi từ từ sẽ tìm được đúng người. Còn
công việc ấy. Sao chị lại cười? Thì người ta đến đây cũng là việc đấy đấy. Việc gì có? Thì chả là người ta có một cái nhà hàng cũng đang cần người làm ấy. Nếu không ngại, đằng ấy đến chỗ mình mà làm. Chị nói thật chứ? Chị sẽ giúp tôi. Ai thèm đủ với đằng ấy? Người ta nói nhá, người ta không những xinh gái mà lại còn tốt bụng nữa đấy. Nhưng mà tôi chỉ là một kẻ tù tội thôi. Tù tội thì đã làm sao chứ? Cải tạo xong rồi, ra xã hội đều đối xử với nhau như người bình thường hết. Thường gì tù mà đẹp trai muốn rộng cả. Thôi, tôi xin chị đây. Tôi trông thế thôi, nhưng mà hơi bị thẳng đấy nhá. Thẳng ấy? Rồi, từ từ mình bẻ rồi cũng sẽ cong. Thôi, tôi không làm đâu. Tôi là con trai một, tôi còn phải sinh con để nối dõi tông đường nữa. Kìa, người ta đủ một tí thôi mà. Này nhá, đằng này cũng hơi có giá đấy nhá. Đằng ấy không chịu ấy, thì đằng này chắc chắc đã chịu đâu. Mà thôi, để tôi dẫn về nhà hàng của tôi nhá. Đi nào, đi nhanh nào, nhanh. Kìa.